cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Thưa quý vị, chúng ta đã bước sang tháng 12 và chuẩn bị đón Noel và một năm mới dương lịch. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa và không khí buổi sáng đã bắt đầu se lạnh. Với thời tiết khô hanh như thế thì làn da của người phụ nữ có nguy cơ mất nước và dễ dàng trở nên khô hơn. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quá trình lão hóa da, thưa quý vị. Chào Hồng Phương à, nếu như em nói điều này ra thì chắc hẳn rằng những quý vị khán giả nữ của chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng đó. Vậy thì em có cách nào để mà giúp khắc phục cái tình trạng khô da, lão hóa da đó không? Và ngày hôm nay thì Hồng Phương sẽ bật mí với tất cả quý vị về một số phương pháp để đối phó với tình trạng khô da mùa lạnh. Thưa quý vị, trong mùa lạnh thì tắm nước nóng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi thì thật là tuyệt vời. Nhưng đây cũng là một trong những điều ảnh hưởng rất lớn đến làn da, làm cho làn da của chúng ta dễ mất đi chất nhờn và dễ dàng dẫn đến quá trình khô da đó. À, nếu như vậy là không nên tắm nước quá nóng đúng không, mà chỉ nên đúng tắm rồi. Nước ấm ấm vừa đủ thôi. Ừ, đúng rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải uống nhiều nước và chọn sữa tắm đúng cách, như là những loại sữa tắm có chứa nhiều vitamin E. Và đặc biệt là đối với phụ nữ thì cần phải bảo vệ làn môi vào mùa lạnh, bởi vì vào mùa này thì làn môi của người phụ nữ rất là dễ bị khô và nứt nẻ. Cũng chính vì thế mà các bạn gái khi đi ra ngoài đường thì cần phải thường xuyên bôi kem dưỡng môi và đặc biệt là bảo vệ làn da. Giống như Hồng Phượng nè, mỗi khi đi ra ngoài đường thì Hồng Phượng đều che chắn hết trơn. Yeah. Hèn chi mà Hồng Phượng có một làn da thật là đẹp, thưa quý vị. Nhưng mà những cách mà Hồng Phượng vừa nói chỉ là những cái cách để khắc phục bên ngoài thôi. Mình có cách gì mà làm từ bên trong luôn không? Để giúp cho làn da tươi trẻ. Cần nhất là chúng ta cũng phải ăn nhiều trái cây để cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và chất khoáng. Và quan trọng nhất là giữ được một làn da mịn màng và tươi trẻ đó. Chắc hẳn là thế rồi. Thưa quý vị, chúng ta hãy thử bắt chước làm như những gì mà Hồng Phượng vừa mang đến với chúng ta thử xem sao. Bởi vì là người đứng kế bên thì thấy rõ ràng là Hồng Phượng có một làn da rất đẹp. Nếu như chúng ta làm theo những cách thức đó, chắc rằng chúng ta cũng sẽ có một làn da tươi trẻ và đẹp như Hồng Phượng đây thôi. Vâng, một vài phút đầu của chương trình thì chúng tôi xin tiết lộ với tất cả quý vị về một số bí quyết hữu dụng như thế. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta quay trở lại với những kiến thức bổ ích của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta là một chương trình dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần quý vị có số 1 chiếc điện thoại bàn, rồi nhấc điện thoại lên, rồi kết nối ngay vào số của tổng đài như là số 1900 1747, hoặc là số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng ta phát sóng, Đại Nghĩa Phòng Phường sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó chính là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Thế thì còn chờ gì nữa nào, kết nối ngay với chương trình của chúng tôi nhé. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với anh Quách Hộ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời. Các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào vòng 1 của trò chơi Quà Tặng Tri Thức. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào các bạn. Trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 1 này, tôi xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi Quà Tặng Tri Thức của chúng ta thì có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Kết thúc vòng 3, nếu có 10 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 10. Có 2 bạn trả lời đúng thì 15 triệu chia 2. Và 1 bạn trả lời đúng thì một mình bạn ấy nhận 15 triệu. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để chọn đáp án. Chỉ trong 3 giây thôi, cho nên các bạn phải làm thao tác cho nhanh lên. Bây giờ nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì tôi xin phép đọc nội dung câu hỏi vòng 1. Loại cây nào cao nhất thế giới hiện nay? Cây thông, B cây tùng, C bạch đàn, D cây sồi. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây, bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 14 bạn. Đáp án B có
8 bàn. Đáp án C 14 bàn. Đáp án cuối cùng, đáp án D cũng 14 bàn. Và bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án D. Cây bạch đàn cao 97 mét, cao nhất thế giới ở Úc, vừa mới chết đã gây nhiều phản ứng. Xin chúc mừng 14 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi và tặng kiến thức với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 14 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những giây phút mà chúng tôi dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tìm xem ai là người khán giả may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình nha, chỉ một chút xíu thôi chúng ta có thể biết ngay người đó là ai. Và Hồng Phượng đang đảo đều tất cả những lá thăm trong lồng cầu để tìm ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Có rồi đây, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa đang cầm trên tay là số 0871907644. Đó chính là số điện thoại của vị khán giả may mắn đầu tiên đến với chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trước khi làm quen với vị chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên thưa quý vị, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo thứ hai, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ ba, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ tư, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ năm, Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo thứ 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và đằng sau 8 logo này đó là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho quý vị khán giả trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ, alo, em chào chị Hồng Phượng, chào anh Đại Nghĩa. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Vũ Hoàng Du, em đang học lớp 07C, em A1, trường Marketing. Em đang học chuyên khoa Marketing. À, bạn Du đúng không nè? Dạ. Du ơi, không biết rằng năm nay bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ, em học năm nhất rồi anh Đại Nghĩa. Năm thứ nhất hả? Dạ. Còn bao nhiêu năm nữa thì bạn ra trường ạ? Em thì em học hệ cao đẳng nên em còn 2 năm nữa. 2 năm nữa, một khoảng thời gian cũng không dài đúng không? Thế thì bạn có mong ước điều gì khi bạn tốt nghiệp hay không? Dạ, em muốn làm trong một công ty lớn như là công ty Unilever hoặc là công ty Vitamilk gì đó để phụ giúp cho gia đình. Và một ước mơ hoàn toàn chính đáng đúng không ạ? Làm trong một công ty để có thể có thu nhập để mà phụ giúp cho gia đình. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón bạn đến với chương trình. Và bây giờ mời bạn hãy lựa chọn một trong 8 logo sản phẩm ở đây. Dạ, em chọn logo Samsung. Logo Samsung. Logo Samsung, và mình xem phần quà là gì nha. Máy MP3 Samsung U3, dung lượng bộ nhớ 1GB, màn hình OLED 4 dòng, kích thước mỏng, cổng nối USB. Đó là phần quà dành cho bạn nếu bạn đáp đúng câu hỏi của chương trình. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, em sẵn sàng. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Theo quan niệm của ông bà xưa, một đứa trẻ ra đời nhờ sự nhào nặng của tất cả bao nhiêu bà mụ. Sẽ có 4 sự lựa chọn dành cho bạn: A 2, B 6, C 12 và D 24. Dạ. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Dạ, em chọn câu C, em đưa 12 thôi. Bạn đưa ra một đáp án trong thời gian rất ngắn, không biết rằng đáp án này là do bạn tự suy đoán ra hay là có ai cố vấn cho mình ạ? Dạ, em tự nghĩ ra, tại vì em có
học rồi. À, bạn có học rồi và bạn mới còn nhớ kiến thức này đúng không? Dạ vâng. Bây giờ thì mời bạn lắng nghe đáp án của chương trình nha. Ông bà xưa quan niệm rằng đứa bé được sinh ra là do các vị đại tiên, hay còn gọi là các bà mụ nặng ra. Mỗi bà mụ có trách nhiệm tạo ra một bộ phận cơ thể cho đứa bé như là mắt, mũi, tay, chân. Xấu hay đẹp đều do các bà mụ. Vì thế có thêm tục làm lễ thô nô, tức là làm lễ đầy năm cho các bé, để tạ ơn các bà mụ và cầu xin mọi may mắn tốt lành đến cho đứa bé. Và ông bà xưa cho rằng có tất cả 12 bà mụ. Là... xin chúc mừng. Bạn ơi, Hồng Vân thấy rằng bạn đã reo lên thật to trong điện thoại. Vậy thì bây giờ bạn có thể chia sẻ cảm giác này với tất cả mọi người hay không? Em rung quá, em hồi hộp quá. Em rất vui khi mà được tham gia chương trình này. Và dĩ nhiên, vâng, và dĩ nhiên sẽ còn quay lại với chương trình quà tặng tri thức nữa phải không ạ? Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình tối hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, chia tay với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình chúng ta hãy cùng quay lại với trường quay. Anh Quách Hội Ninh cùng với 14 người chơi tại đây đang nóng lòng chờ đợi chúng ta để bước vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta cùng 14 bạn bước vào vòng 2 của chương trình để xem từ 14 bạn này sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Hôm nay tôi cũng có một câu hỏi vui dành cho quý vị khán giả xem đài. Câu hỏi của tôi như thế này: Ubin là một học sinh học bán trú, thường thì học sinh bán trú ăn bữa trưa tại trường. Thế thì buổi chiều Ubin đi học về, bố Ubin mới hỏi là Ubin ơi, hôm nay ở trường cô cho con ăn món gì vậy? Thì Ubin cũng là một đứa bé láu lĩnh, thành ra là không trả lời chính xác cái câu hỏi là cái món gì mà bố vừa hỏi. Thì Ubin mới trả lời này nè: dạ thưa bố, trưa nay cô cho con ăn món bố hỏi. Thì Ubin ăn ở trường ăn món gì? Mời quý vị suy nghĩ và trả lời nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 2. Người thực hiện cuộc nhảy dù đầu tiên trên thế giới là người nước nào? A. Nước Pháp. B. Nước Anh. C. Nước Mỹ. Và D. Nước Nhật. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 8 bạn. Đáp án B có 6 bạn. Đáp án C không có bạn nào chọn. Đáp án D cũng không có bạn nào chọn. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án nào. Đó chính là đáp án A. Và các bạn thân mến, ngồi trong cái giỏ nhỏ xíu, một người Pháp tên là André Gagné nhảy dù từ một khí cầu chứa khí nóng khi nó bay lơ lửng trên bầu trời Paris vào năm 1797. Xin chúc mừng 8 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và xin chia tay những bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ, kính thưa quý vị khán giả, quý vị hãy chú ý xem số điện thoại được đọc tiếp theo sau đây có phải là số của quý vị không nha. Xin mời. Xin chúc mừng 8 người chơi của chúng ta đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình để cùng nhau bước tiếp vào vòng trong. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Anh Nghĩa ơi, anh hãy làm nhiệm vụ của mình đi nào. Có ngay thôi, quay lồng cầu rồi phải đảo đều tất cả các lá phiếu nữa. Sau đó anh sẽ bốc ra một lá phiếu bất kỳ. Em và đọc to lên đây nha. Ông Vượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0893140 76.
và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, với đà này thì anh Nghĩa suy đoán rằng 8 người bạn của chúng ta, có phải là cả 8 người này đều sẽ trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng hay không? Khó biết trước được lắm, bởi vì câu hỏi của chúng ta càng bước vào vòng trong thì sẽ lại càng khó hơn, gai góc hơn. Chính vì thế chúng ta không thể nào biết trước được rằng trong 8 người này có bao nhiêu người bước vào vòng trong để nhận phần quà 15 triệu đồng của chương trình. Thế nhưng nếu như mà 8 người này cùng đồng lòng bắt tay nhau bước vào vòng trong thì cũng thật là điều thú vị, phải không Hồng Phượng? Và Hồng Phượng nghĩ rằng đó cũng là một kết quả rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào. Alo. 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 Alo, cô xin giới thiệu, cô là cô Liên. Xin chào đại diện Hồng Phượng. Chào cô. Cô ơi, không biết rằng cô đang ở đâu và công việc hiện tại của cô là gì ạ? Cô hiện tại đang ở nhà, mà cô làm may tại nhà. Dạ. Hiện giờ cô đang theo dõi chương trình quà tặng tri thức ở nhà mình đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì bên cạnh cô đang có những người nào đang cổ vũ cho cô ạ? Sự thật thì không có ai, tại mấy cháu đi học thêm hết rồi. Dạ. Là có ai ạ? Dạ, có mình cô thôi. Chỉ có một mình cô thôi, vậy cô có tự tin hay không? Có. Có tự tin, một câu hỏi rất là chắc nịch. Và bây giờ xin mời cô hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Cô chọn logo số 8, Olympus. Và mình xem phần quà là gì nào. Máy ảnh kỹ thuật số Olympus 210 có độ phân giải 7.1 megapixel, zoom xa 3x, màn hình LCD 2.5 inch. Cô ơi, cô nghĩ như thế nào về phần quà này ạ? Cô cũng thích lắm nhưng mà không biết ra có trả lời được không. Cô ơi, cứ cố gắng nha. Cô hãy dành một phần quà này là một phần quà thật bất ngờ dành cho các con của cô. Sau khi đi học về, cô có thể khoe với các con mình rằng hôm nay mẹ mới vừa trúng thưởng của chương trình quà tặng trí thức. Phần thưởng là một chiếc máy ảnh thật tuyệt vời. Tên của cô là Kim Liên, có nghĩa là hoa sen. Vì vậy mà Hồng Phượng rất hy vọng cô sẽ đáp đúng câu hỏi này, bởi vì đây là một câu hỏi liên quan đến hoa sen. Câu hỏi dành cho cô như sau. Tác giả của bức tranh nổi tiếng Thiếu nữ bên hoa sen là ai? Cô sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Tô Ngọc Vân. B. Nguyễn Sáng. C. Huỳnh Văn Gấm. D. Trần Văn Cẩn. Cô sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho cô. Bắt đầu. Cô chọn đáp án B. Cô chọn đáp án B. Đó là Nguyễn Sáng. Cô chắc chắn bao nhiêu phần trăm với câu trả lời này ạ? Cô nghĩ chắc 90%. Cô đã từng xem qua bức tranh này chưa ạ? Cô nghe, cô đọc ở đâu, cô có nhớ rồi. Cô chưa xem nhưng mà cô được đọc và cô vẫn còn nhớ cái kiến thức đó đúng không? Thế thì bây giờ mời cô lắng nghe đáp án mà ông Phượng đọc lên nha. Tác phẩm Thiếu nữ bên hoa sen của họa sĩ Nguyễn Sáng và Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân là hai tác phẩm thành công nhất trong việc thể hiện tính cách điển hình của người phụ nữ Việt Nam ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Tác phẩm Thiếu nữ bên hoa sen tả về chân dung người phụ nữ với dáng vẻ thoải mái, tự tin và sống thật hơn. Bức tranh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng cô. Cô ơi, ngay lúc này thì không có một người thân nào bên cạnh để mà chia sẻ niềm vui với cô hết. Thế thì bây giờ cô hãy chia sẻ niềm vui đó với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nha. Trời, cô mừng lắm. Không ngờ là được hên quá. Cô xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Hồng Phượng và Đại Nghĩa nhiều. Xin cảm ơn cô và xin được hẹn gặp lại cô ạ. Kính thưa quý vị khán giả, còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường. Anh Quách Thuận Ninh cùng với 8 người chơi đang chuẩn bị bước vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Chúng ta đang bước vào vòng 3 của chương trình với sự có mặt của 8 bạn. Từ 8 bạn này chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bạn sở hữu phần thưởng 15 triệu đồng. Bây giờ trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 3 này, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với những người bạn đang ngồi ở vòng 3 này. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với người bạn ngồi ở máy số 31. Xin chào anh. Xin chào anh Ninh. Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết một chút xíu về mình được không? Dạ, tôi đang công tác ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có gia đình chưa? Dạ có rồi ạ. Thế anh chị đã có cháu chưa? Dạ cháu nay 12 tuổi, cháu trai ạ. Tôi nghĩ rằng không phải là bố mẹ nào cũng đều hiểu hết con nhỏ của mình, chẳng hạn như là sở thích khẩu vị rồi mọi thứ. Riêng anh thì sao? Anh có chắc rằng mình hiểu hết về con trai của mình không? Dạ cũng dạ chắc ạ. Chắc chắn không? Thế thì con trai anh có thích thể thao không? Dạ nó đang chơi thể thao ạ. Nó chơi môn gì anh? Bóng rổ ạ. Thế thì món ăn thích nhất của con anh là gì? Theo
tôi biết thì từ trước đến giờ thì con thích nhất là món gà rán. Gà rán? Gà. Chắc không? À, chắc. À, hồi nãy tôi có đố quý vị khán giả một câu đố vui rằng là Kubi là một học sinh học nội trú ăn cơm tại trường, thì buổi chiều về á thì bố mới hỏi Kubi là Kubi ăn món gì, thì Kubi mới trả lời là cô cho con ăn món bố hỏi, vậy thì là Kubi ăn món gì? Tôi nghĩ là món bố hỏi là món bố hỏi ý thích của nó. Đó là ý trả lời của anh, và tôi xin trả lời như thế này: món Kubi trả lời là ăn món bố hỏi. Là món gì vậy? Bố tức là cha, bố hỏi tức là cha hỏi, mà cha hỏi tức là chả. Kubi đã ăn chả. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 3 này nhé. Câu hỏi vòng 3 của chúng ta có nội dung như sau: Tuyết Giang Phu Tử là một trong những tên hiệu của ai? A. Tuệ Tĩnh. B. Nguyễn Bỉnh Khiêm. C. Nguyễn Thiếp. D. Chu Văn An. Mời giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi, và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào chọn. Đáp án B, tất cả 8 bạn đều chọn. Như vậy thì không có bạn nào chọn C, D và A cả. Nếu như đáp án đúng là một trong những đáp án A, C hoặc D thì không có ai nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Chúng ta xem 8 bạn này có thể nhận được phần thưởng 15 triệu đồng không nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án B. Tuyết Giang Phu Tử là một trong những tên hiệu của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xin chúc mừng tất cả 8 bạn. 8 bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến phim trường A2 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào. Xin chúc mừng cả 8 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là vị khán giả may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại của chủ nhân may mắn cuối cùng là một trong những phiếu thăm nằm trong lồng cầu này. Và đây rồi, xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to số điện thoại này lên cho mọi người cùng biết. Thưa quý vị, số điện thoại của vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là số 061 3983 509. Và quý vị nào có số điện thoại nhà là số mà Đại Nghĩa vừa đọc thì hãy vui mừng, bởi vì mình là người khán giả may mắn cuối cùng trở thành người chơi của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng. Ngày hôm nay thì hai vị khán giả đầu tiên của chúng ta đều đã giành được phần thưởng của chương trình. Có lẽ như hôm nay là một ngày may mắn, phải không Hồng Phượng? Hồng Phượng cũng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày may mắn, nhưng mà sự may mắn sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu vị khán giả thứ ba của chúng ta cũng sẽ là người đáp đúng câu hỏi của chương trình. Anh có nghĩ như vậy không? Chúng ta cứ chờ xem, biết đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng. Alo, xin chào ạ. Alo. Alo. Hai MC vui vẻ. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh hãy tự giới thiệu về mình. Anh là bán Trương, bán trang trí nội thất của cửa hàng ở dưới Hồ Nai, Yên Hòa. Anh tên gì ạ? Vũ Kim Cương. Anh Kim Cương đúng không ạ? Dạ. Anh làm ở cửa hàng trang trí nội thất. Thế thì công việc hiện tại của anh có thú vị lắm không anh? Thú vị chứ, rồi cuối năm nó bận lắm. Cuối năm rất là đắt hàng. Dạ đúng. Và chắc hẳn rằng ngôi nhà của anh sẽ là một ngôi nhà thật đẹp. Đúng. Và bây giờ xin mời anh hãy chọn một trong số bảng logo còn lại của chúng tôi. Mình xin chọn logo Toshiba. Logo Toshiba. TV Toshiba, màn hình 21 inch siêu phẳng, âm thanh siêu trầm,
mạch lọc màu NTSC, âm thanh hi-fi ngõ vào AV độc lập phía trước. Anh có vừa ý với phần quà này không ạ? Rất là vui vẻ. Rất là vừa ý. Và bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Những con robot đầu tiên của thế giới ra đời vào năm nào? Anh có 4 sự lựa chọn. A. 1941. B. 1951. C. 1961. Và D. 1971. Anh cũng có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây cho anh bắt đầu. Chọn đáp án B. Đáp án B. Vẫn còn rất nhiều thời gian ạ. Anh muốn thay đổi không nào? Như vậy đáp án cuối cùng của anh là đáp án B. 1951. Và bây giờ mời anh lắng nghe đáp án của chương trình nha. Công ty Vinimation của Mỹ đã sử dụng robot đầu tiên để lắp ráp ở các nhà máy công nghiệp. Từ đó, những robot khác lần lượt ra đời để thực hiện ước mơ giải phóng con người trong lao động, các công việc nặng nhọc nguy hiểm như là trong hầm mỏ, đại dương, thậm chí là ngay cả ngoài vũ trụ. Và con robot đầu tiên của thế giới ra đời vào năm 1961. Vâng, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 1961. Đáp án của anh đưa ra không trùng với đáp án của chương trình. Có lẽ là ngày hôm nay anh hơi thiếu may mắn một tí. Nhưng không sao, Hồng Phượng xin được chúc cho anh may mắn trong những chương trình lần sau được không ạ? Không, vui vẻ, lần sau chúng ta ký tiếp. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay cũng là lúc thời gian dành cho chương trình đã kết thúc. Đại Nghĩa Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Đại diện cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã may mắn trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta số 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để nhận phần quà dành cho mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông báo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở lớp quay video khóa 61 khai giảng ngày 20 tháng 12 năm 2007. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 12 năm 2007 đến ngày 14 tháng 12 năm 2007 trong giờ hành chính, vào cổng số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8222517, fax 9111754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng học viên.